achieve necessary number of delegates to win Democratic Party president in nomination. Mr. Bean needed 1968 delegates to win in the nomination and election. Research commonly said Mr. Biden supported that number on the evening of March when results from the primary vote in Georgia were announced. Mississippi, Washington State, Northern Maria, Island, Democrat voter leaving abroad. In Atlanta, the Talmud president made similar state language. Thông tin Liên bang tuần trước cảnh báo ông Donald Trump gây nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ và chỉ trích phát ngôn tranh cãi của cựu tổng thống đề ra về vấn đề di cư. Chuyến di cư của ông Biden cho biết huy động được hơn 10 triệu đô trong vòng 24 giờ sau thông điệp liên bang của ông, qua đó giúp tăng lợi thế tài chính đảng Dân Chủ so với đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump cần đạt được 1.215 phiếu đại biểu cần thiết để tranh cử đảng Cộng Hòa. Ông được dự đoán sớm đặt mốc này khi khối đem 4 bang kết thúc bỏ phiếu sơ bộ, gồm bang chiến trường Georgia, nếu Trump đối mặt với cáo buộc hình sự về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Thì hãng tin Reuters, kết quả về cơ bản đã được xác định về trước cho khi đối thủ cuối cùng của ông Trump trong khi cuộc đấu là kết quả của đảng Cộng Hòa là cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley. Kết thúc chiến dịch tranh cử sau ngày bầu cử siêu thứ ba, sự kiện mà ông Trump giành chiến thắng ở 14 trong số 15 cuộc bỏ phiếu ở các bang. Mr. Biden campaign said he raised 10 million dollars within 24 giờ after State of the Union address for the increasing Democratic Party financial advantage over Republican Party. Okay. Meanwhile, former President Donald Trump need to achieve the 1215 delegate needed to win the Republican nominal. He is expected to soon reach this one for more states than primary voting include the battleground state of Georgia. Mr. Trump fight remain challenging for his effort.